Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Hôm Nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Visual và Body Triệu Lệ Dĩnh lên hương ngoạn mục sau tin đồn tái hợp Phùng Thiều Phong, nhưng bất ngờ nhất là khí chất. Dù rằng chưa có bất cứ thông tin nào khẳng định Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiều Phong tái hợp, song rất nhiều người đều hy vọng cả hai sẽ sớm về bên nhau. Sau khi tuyên bố ly hôn, rất nhiều tin đồn bùa vây Triệu Lệ Dĩnh khiến cho người hâm mộ không biết đường nào mà lần. Mới đây có blogger tiết lộ nữ diễn viên họ Triệu bí mật đi du lịch cùng Phùng Thiều Phong, dấy lên nghi vấn cặp đôi tái hợp chỉ sau một tháng đường ai nấy đi. Thậm chí còn có hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ trở về Thượng Hải, nơi có tổ ấm của cô và Phùng Thiều Phong ở đây. Giữa lúc truyền thông vẫn chưa biết thực hư đúng hay sai thế nào, thì vào ngày 25 tháng 5, với bộ ảnh chụp tuyên truyền cho một thương hiệu thời trang, người đẹp gây sốt vì hình ảnh rạng rỡ, giàu sức sống, đặc biệt là phong thái tạo sáng tự tin, bớt cứng nhắc hơn trước đây. Giữa tin đồn tái hợp chồng cũ, hình ảnh của mỹ nhân họ Triệu càng gây chú ý và nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Triệu Lệ Dĩnh khoe vóc sáng mi nhon nhan sắc ngọt ngào trong bộ ảnh mới, đôi chân thon nhỏ của cô càng khiến các fan xuýt xoa. Không khó để nhận ra, cô nàng ngày càng tự tin và tỏa sáng hơn trước ống kính máy ảnh. Bà mẹ một con ngày càng lên hương lên sắc, tin đồn tái hợp chưa rõ đúng sai. Chính vì vậy, các fan đặt câu hỏi, liệu rằng sắc vóc của người đẹp trở nên ấn tượng hơn là vì được quay lại với chồng cũ hay vì được trở về cuộc sống độc thân? Hậu tuyên bố ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh cũng trở nên khởi sắc hơn với việc được lên nhiều trang bìa đình đám, đi sâu bận rộn. Có thể nói, sau khi có quyết định dừng lại cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm, nhất cử nhất động của hai vợ chồng đều bị netizen đặt vào tầm ngắm. Một bộ phận fan của Triệu Lệ Dĩnh lại cho rằng, việc ly hôn với Phùng Thiều Phong chính là một sự giải thoát cho người đẹp họ Triệu. Lý do là bởi, có nhiều tin đồn cho hay, mẹ chồng cô bất mãn với con dâu, mối quan hệ giữa hai người căng thẳng. Cộng thêm tin đồn tiêu cực bà vốn không thích nàng Sam Sam, được quyền bước chân vào gia đình hào môn. Vậy nhưng, vẫn có nhiều fan ủng hộ Triệu Lệ Dĩnh quay lại với Phùng Thiều Phong bởi cả hai thực sự rất đẹp đôi và tình cảm.